Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết. Mưa nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long đang ảnh hưởng đến rau màu của bà con. Không biết là thời tiết sắp tới như thế nào hả chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả và bà con. Về thời tiết thì dự báo trong khoảng 10 ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có mưa về chiều, có những nơi còn có mưa to nữa gây bất lợi cho rau màu. Chẳng hạn như là tại Đồng Tháp, thời tiết mưa nhiều những ngày qua thì đã khiến cho năng suất rau màu giảm sút, nguồn cung thì khan hiếm, trong khi đó thì nhu cầu thị trường lại tăng mạnh. Vì vậy mà giá rau xanh tăng cao hơn hẳn so với thời kỳ của đầu năm. Mà dự báo là trong khoảng một tuần tới, ở tại Đồng Tháp vẫn sẽ có mưa nhiều về chiều, thậm chí là vào các ngày 24 đến 25 tháng 9 thì còn có mưa vừa mưa to kèm theo dông gió giật mạnh. Mưa nhiều thì không chỉ khiến cho rau màu dễ bị thối rễ rồi thối lá, ảnh hưởng tới năng suất mà còn là điều kiện thuận lợi để cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Vì vậy cho nên là bà con hãy tranh thủ những khoảng thời gian từ sáng cho tới trưa khi mà trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 32 đến 34 độ. Chúng ta hãy tranh thủ khoảng thời gian này để chăm sóc và bảo vệ rau màu. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là bà con nên đôn cao liếp và khơi thông mương rãnh để có thể thoát nước tốt khi mà gặp mưa nhiều ngày. Đồng thời nếu được hãy trang bị thêm các máy bơm dự phòng và hãy thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện sâu bệnh, có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Những cái lưu ý này thì cũng được dành cho các bà con sinh sống ở những địa phương khác của đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì dự báo trong khoảng thời gian 10 ngày tới thì cũng đều đặn có mưa về chiều. Lưu ý là các ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 thì mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng hơn, có điểm còn có mưa to đến rất to, dễ gây ra tình trạng ngập úng, tiềm ẩn theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ vì thế cũng giảm dần từ 32-34 độ xuống chỉ còn 30 đến 32 độ.